cái nó đang để kho. Mình thả đi nha. Ủa chà. Nha. Bự. Con này cũng mới đực nữa cả nhà. Đực. Có hai mang kêu nó bên không. Đã. Con cá không các bạn. Con hành nha. Nó đang đi ăn. Ngon lắm. Nó phải đâu. Vô thuốc. Nó phải ép đáy nha. Chờ bó đủ nha các bạn. Nó đực nha. Chứ không phải ép đáy nữa. Nó kêu nè. Chờ bó đủ. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì hôm nay cũng khoảng 7 giờ mấy tối các bạn, mình đi ra đồng mình bắt ếch lạc nha. Hay mình sẽ đi bắt những con ếch nuôi đó. Bên nhà con Năm á, thì ông đó bán một số con ếch các bạn. Thì lúc bán nó có ra một số con á, nó sẽ ở vòng vòng đây. Và mình sẽ tiến hành mình đi bắt những con ếch lạc này. Còn là ếch bự không các bạn. Thì hy vọng là mình bắt sẽ có vài con gì làm gì ăn các bạn. Đây mình có một cây vợt nè. Với túi ếch, túi để đựng ếch. Cái vợt mình đi bắt, tại vì ếch này là ếch nuôi nên mình bắt nó sẽ dễ hơn ếch đồng nha các bạn. Chỉ cần dùng cái vợt này bắt là được rồi. Đó, giờ mình sẽ đi thôi. Bên kia là nhà của con Năm ha, bên đó ếch nhiều lắm. Đây mình sẽ đi bên cái đìa của mình nè. Đây các bạn mới ra mình thấy hai con. Hai con ngồi nó kìa, nó cự. Đây nó sẽ bọc đậu. Nhảy theo này. Nó khôn quá các bạn. Một em nè. Đó. Dính nè. Nha. Quay chạy các bạn. Đó, một em nha. Con này có ít đực các bạn. Đây một con các bạn. Nghe ánh đèn mình thôi nha. Úp tô con này. Dính lại bạn. Ít nuôi thì rất dễ bắt hơn cả nhà. Đã. Con này cũng ít đực nè. Mấy con cua này các bạn. Cua cái nó đang để con. Mình thả đi nha. Mình đập. Ủa chạy. Vô nè các bạn. Ha. À. Vô giật rồi là có chạy nha. Còn em nói nha, con thứ ba nha cả nhà. Nhất bự. Con này cũng mới đực nữa cả nhà. Được. Có hai mang kêu nó bên không nè. Đó. Mình cho nó vô túi cái đã. Nó nghe đèn mình nè.
vô nha. Con này cũng trọng các bạn. Khó bắt. Không phải ếch nuôi là dễ bắt đâu các bạn. Nghe không? Nghe nè. Chập mấy trái mới được rồi. Đó. Đọc lấy nó chập bên này, ếch này. Ok. Thấy không? Đó. Nè các bạn, khỏi chạy nha. Con này cũng ít nuôi. Nó chạy. Này con này ít được luôn cả nhà. Nên mình cho nó cho bạn. Ăn ngon nè. Dễ ha. Hôm kia nó chạy cột cột luôn. Đây mình phát hiện ra một con nè các bạn. Cái này không biết ếch đồng ếch nuôi nữa. Mà nó hơi xanh. Chạy rồi. Nó. Đây này bắt. Đây nè ha. Một em nè. Nha. Con này ít được. Ít được. Các bạn kêu nha. Mình bỏ vô cái. Đây các bạn, mình phát hiện ra một con rắn hoành nha. Mình chưa cầm bắt nó. Là rắn hoành không? Không biết nó đây con coi mới được. Ồ, con đó. Rắn hoành các bạn ơi. Qua đã à. Vô à. Rắn hoành nha. Đã. Nó chán không các bạn? Nè, rắn hoành nha. Đó. Nó đang đi ăn nè. Ngon lành. Ngon lành canh đạo. Nè cả nhà. Đó, đã luôn nha. Một em. Vô nào. Thằng cái đường nhảy chứ. Đó. Mình chạy một ngày là hết chạy rồi. Ngồi trong ngóc rồi. Đó. Đó, chạy đâu. Vô túi không ơi. Đó. Đó. Đó này ếch lái nha, chạy bá lũi luôn nha các bạn. Đó, đực ngang chung hết lái nữa. Có mang kêu nè. Đó, chạy bá lũi luôn. Mình bỏ nó vô. Rồi đây các bạn ơi, thì đây là nãy giờ thành quả của mình, mình đi sôi được nữa các bạn. Để mình mở ra cho bạn xem nha. Đó. Quá trời luôn. Nè ha. Đó, 2, 4, 6, 8, 8 con ếch. Bự bự không các bạn, với một con rắn hoành nha. Đó, rắn hoành này giờ làm gì đây, nấu cháo gì đây. Có đã luôn nha. Nó to không nè. Rồi. Video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các bạn cả nhà.